Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với những thông tin trực tiếp mà bóng đá STV đang muốn gửi đến quý vị và bạn về đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu vào buổi chiều ngày hôm nay, ngày 27 tháng 7. Một cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam thậm chí hiện nay đang phải đóng 6 cái đinh ở trong người để tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023. Và những thông tin mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn về cầu thủ này sẽ khiến cho quý vị và bạn tôi tin rằng là sẽ rất xúc động. Cùng với đó là những nhận định trực tiếp về đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu với tuyển nữ Bồ Đào Nha vào buổi chiều ngày hôm nay, ngày 27 tháng 7. Và cũng giống như rất nhiều những lần trước đây thì chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị và các bạn những đường link trực tiếp để quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tiếp trận đấu này ở trên điện thoại hoặc có thể là theo dõi ở trên máy tính. Mặc dù trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp ở trên một số các kênh truyền hình của Việt Nam, thế nhưng tôi nghĩ rằng là với đông đảo rất nhiều các cổ động viên chúng ta không có cái thời gian để chúng ta có thể theo dõi TV. Vì vậy mà hiện nay với việc là không thể theo dõi được trực tiếp ở những trên kênh YouTube thì chúng tôi sẽ cố gắng để gửi đến những quý vị và các bạn những đường link để quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tiếp trên chiếc điện thoại của mình khi mà quý vị và các bạn có một chút thời gian rảnh trong thời gian làm việc của mình. Và hy vọng rằng quý vị và các bạn hãy cùng quay trở lại với kênh của bóng đá STV để nhận những đường link mới nhất để chúng ta hãy cùng nhau theo dõi trực tiếp trận đấu của tuyển nữ Việt Nam vào buổi chiều ngày hôm nay, ngày 27 tháng 7 vào lúc 14:30 nhé. Vâng thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì đội tuyển nữ Việt Nam đang tập trung tối đa. Và hiện nay tất cả những cầu thủ cũng như là ban huấn luyện rồi thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đang quyết tâm một cách tối đa nhất, nỗ lực tối đa nhất để chúng ta quyết tâm là sẽ có được một chiến thắng trước đội bóng đó là tuyển nữ Bồ Đào Nha. Rất nhiều cầu thủ đã cố gắng vượt qua được những khó khăn, vượt qua được chính mình khi mà chúng ta đã có những thời gian tập luyện thực sự rất kham khổ, rồi cuối cùng thì chúng ta cũng đã có mặt tại đây. Thế nhưng một hình ảnh của một cầu thủ đó chính là tiền vệ Thùy Trang. Bởi năm 2014 thì tiền vệ Trần Thị Thùy Trang từng gặp phải chấn thương vai rất nặng trong lúc thi đấu, và 2 năm sau đó dù đã phẫu thuật tháo ghép, thế nhưng cuối cùng bác sĩ vẫn phải gắn nẹp với số lượng đó là 6 con vít để cố định xương dành cho Thùy Trang. Và hiện nay để càng thi đấu lâu thì những số vít càng gắn sâu bên trong mình. Nhưng giờ đây thì Thùy Trang vẫn đang để trong mình 6 chiếc vít đó để tham dự World Cup nữ 2023. Và dự tính rằng là sau khi mà World Cup nữ 2023 kết thúc thì Thùy Trang sẽ quay trở về và tháo những chiếc đinh vít đó ra. Bởi trong thời điểm hiện nay nếu như tháo ra thì chắc chắn Thùy Trang sẽ không thể thi đấu tại World Cup nữ 2023 được. Chị cho biết là lúc này là chỉ nghĩ đến đó là được ra sân, được cống hiến dành cho đội tuyển nữ Việt Nam thôi. Và đây thực sự là câu chuyện mà khiến cho chúng tôi cảm thấy rớt nước mắt. Và quý vị và bạn nếu đọc được những thông tin này ở trên mạng thì chắc chắn quý vị và bạn cũng sẽ cảm thấy rớt nước mắt. Thế nhưng bên cạnh đó là quá tự hào với những chiến binh sao vàng của đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta không thiếu những chiến binh ở trong đội hình. Chúng ta nhắc đến nhiều những cầu thủ như là Huỳnh Như, những cầu thủ như là Thanh Nhã hay là Dương Thị Vân, rất nhiều những cầu thủ khác nữa. Thế nhưng Thùy Trang, một tiền vệ có thể coi rằng là một trong những tiền vệ mẫu mực nhất của bóng đá nữ Việt Nam trong suốt một quãng thời gian rất dài. Một cầu thủ thầm lặng ở nơi tuyến giữa của đội tuyển nữ Việt Nam. Và không quá khi mà nói rằng chính Thùy Trang là trái tim nơi tuyến giữa của đội tuyển nữ Việt Nam. Một hình ảnh thực sự biểu tượng cho cái tinh thần ý chí quật khởi của người phụ nữ Việt Nam. Mặc dù chúng ta đối diện với quá nhiều những cái thứ khó khăn thử thách để chúng ta có mặt tại đây, thế nhưng sẵn sàng đánh đổi tất cả để mang về những vinh quang dành cho Tổ quốc, dành cho vinh quang của bóng đá nước nhà. Những thông tin mà tôi nghĩ rằng thực sự tuyệt vời, những thông tin mà tôi nghĩ rằng rất mong muốn quý vị và bạn nhận được để chúng ta cùng biết rằng là để có được cái vinh quang ngày hôm nay, để có được cái việc là chúng ta có mặt tại vòng chung kết World Cup nữ 2023 này, thì những cầu thủ của tuyển nữ Việt Nam đã phải đánh đổi nhiều như thế nào. Nhiều cầu thủ thì họ cũng có những thời điểm là mất bố, mất mẹ, thế nhưng trong thời điểm đang thi đấu cho đội tuyển để cố gắng giành giật được cái tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup này mà họ không thể về chịu tang bố hay mẹ hay ông bà của mình được. Đánh đổi rất rất nhiều thứ, chứ không phải đơn giản rằng như mọi người, một số ít người có nghĩ rằng là ôi chúng ta đến đây thì may mắn thôi, rồi là vừa qua chúng ta đá như vậy trước đội bóng như là Mỹ thì thôi đừng có đến đây nữa để thua tan tác, rồi là không dám tấn công, vân vân, rất nhiều thứ. Thế nhưng hãy nhớ rằng là để vượt qua được những nghịch cảnh, vượt qua được những khó khăn để có mặt tại đây thôi thì đó là một sự nỗ lực cả một tập thể của rất nhiều con người ở trên đội tuyển nữ Việt Nam rồi. Quá khó khăn và thực sự là phải rơi nước mắt chúng ta mới có mặt được tại đây. Vì vậy mà những người mà hiện nay đang vẫn buông lời chê trách cho đội tuyển nữ Việt Nam thì chúng tôi rất hy vọng rằng là những con người đó có thể suy nghĩ lại và hãy quay lại để cổ vũ tiếp dành cho đội tuyển. Chứ không phải là chúng ta cứ đứng ở nhà, chúng ta ngồi nhà rồi chúng ta phán lọ phán kia.
chúng ta chê trách và thậm chí là có những cái lời mỉa mai đối với họ thì thực sự là một cái thông tin khiến chúng tôi cũng cảm thấy rất buồn. Đó là điều mà chúng tôi không mong muốn được nhìn thấy bất cứ một cái bình luận nào ở trên mạng xã hội trong thời điểm hiện nay cả. Đó là thông tin xúc động và tôi nghĩ rằng là rất muốn để gửi đến quý vị và bạn trong bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Quả thực là nhìn được đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta tham dự tại đấu trường World Cup nữ 2023 thì chúng tôi rất là hạnh phúc quý vị và các bạn ạ. Việc chúng ta được nghe tiếng quốc ca Việt Nam chúng ta vang lên thì đó cũng là một điều rất tuyệt vời rồi. Chúng ta còn ít nhất là 2 lần nữa để chúng ta được nghe quốc ca Việt Nam được vang lên ở đấu trường World Cup nữ 2023 này. Và hy vọng rằng là với các cổ động viên bóng đá Việt Nam của chúng ta hãy tiếp tục tạo ra một bài tiến quân ca hào hùng nữa ở đấu trường World Cup nữ 2023 này. Quốc ca, bài tiến quân ca của Việt Nam chúng ta là một trong những bài được nhận xét rằng là một trong những bài quốc ca hào hùng nhất ở trên thế giới hiện nay. Với những con người Việt Nam, chúng tôi nhìn thấy được là dòng là trong mắt của từng cầu thủ, họ có sự háo hức, có sự chờ đợi, có sự hồi hộp và có cái sự tự hào khi mà họ được hát quốc ca ở trên sân, khi mà được chứng kiến của hàng tỷ các cổ động viên bóng đá trên khắp thế giới vừa qua. Và tôi tin rằng là với các cổ động viên bóng đá Việt Nam của chúng ta cũng thế thôi. Việc được chứng kiến quốc ca Việt Nam chúng ta vang lên, được nghe quốc ca và được cùng hát quốc ca để tạo ra một bài quốc ca, bài tiến quân ca hào hùng nhất ở trên thế giới hiện nay thì đó là một niềm tự hào, một niềm vinh dự lớn mà không phải đơn giản chúng ta có được đâu. Chỉ cần điều đó thôi thì tôi nghĩ rằng là cũng đã điều hết sức tuyệt vời rồi. Chứ chúng tôi chưa muốn nói về cái màn trình diễn của những cầu thủ. Và với những cầu thủ thì theo quý vị và bạn rằng là họ có mong muốn là sẽ mang đến trận đấu hay nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam không? Đương nhiên là có rồi. Họ thi đấu với nỗ lực với hơn 100% sức mạnh của mình. Hãy nhìn xem trận đấu với tuyển nữ Mỹ chúng ta thi đấu cố gắng nỗ lực đến như thế nào. Mặc dù trận đấu trôi qua tới tận 107 phút khi mà tính cả thời gian bù giờ. Các cầu thủ của tuyển nữ Việt Nam của chúng ta không phải đến đây là chúng ta đã cảm thấy hãnh diện, mà đến đây không phải là chúng ta đã cảm thấy tự mãn mà chúng ta cảm thấy vui rồi. Họ đến đây họ cũng mong muốn là không chỉ là có mặt tại đây mà họ phải chứng minh được rằng là cái tinh thần Việt Nam là cái tinh thần mà khiến cho tất cả phải ngả mũ thán phục. Bởi về mặt trình độ chuyên môn đương nhiên chúng ta khó lòng có thể san lấp một cách ngay lập tức được. Thế nhưng về cái tinh thần của con người Việt Nam, đó là điều mà những cầu thủ nữ Việt Nam đã chứng minh được, đã chứng tỏ được cho cả bạn bè thế giới thấy. Đó là tinh thần Việt Nam của chúng ta là bất khuất kiên cường, mà chúng ta sẽ không bao giờ sợ hãi đầu hàng trước bất cứ một đối thủ nào, dù là khó khăn như thế nào chăng nữa. Và cái hình ảnh vừa qua của tiền vệ Thùy Trang đã cho thấy rõ được cái điều này. Đó chính là tinh thần Việt Nam, đó là tinh thần của những người phụ nữ kiên cường bất khuất, sẵn sàng đánh đổi tất cả để mang về những vinh quang dành cho dân tộc. Và đó là những thông tin liên quan một chút thôi mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong cái bản tin ngày hôm nay. Còn sau đây là những nhận định về trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha thuộc trận đấu thứ 2 của vòng bảng World Cup nữ 2023. Biro Quang Huy đã có những chia sẻ như thế này. Đó là trận đấu thứ 2 của tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023. Đó là cuộc đọ sức với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Trên lý thuyết thì đây là một trận đấu có một độ khó thấp nhất đối với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trong cả cái hành trình mà chúng ta tham dự tại cái đấu trường này. Bởi dù gì đi chăng nữa, theo Bino Quang Huy thì anh ấy có một cái chia sẻ rằng là đối đầu với những đội tuyển như là Mỹ hay Hà Lan đương nhiên sẽ là khó hơn rất nhiều so với việc là đối đầu với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Vì vậy mà hiện nay với việc là chúng ta có một cái khát khao có lẽ rằng cũng không kém so với đối thủ khi mà hai đội bóng lần đầu tiên tham dự một vòng chung kết World Cup và đương nhiên cũng rất mong muốn có được một chiến thắng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua trận đấu đầu tiên tại World Cup nữ 2023 thì Bồ Đào Nha họ cũng cho thấy được rằng không chỉ là có một nền tảng thể lực tốt mà họ cũng cho thấy được cái tính kỷ luật ở trong lối chơi của mình bằng việc là họ đã chơi lùi sâu, chơi phòng ngự trước một đội bóng được đánh giá là lớn hơn mình, đó chính là Hà Lan, và cũng đã gây ra rất nhiều khó khăn dành cho đội bóng này, và họ cũng chỉ bị thua với tỷ số sát sao đó là 0-1 thôi. Và đó là trận đấu mà họ cũng đã tạo ra rất nhiều những cái cơ hội nguy hiểm. Và một phần nữa thì đội tuyển nữ Bồ Đào Nha cũng đã phòng ngự hay, thế nhưng tấn công của họ thì với những gì mà đã diễn ra thì không phải thực sự là quá tốt. Vì vậy mà với đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta, với những tiền đạo phía trên họ đang có như là Benfica, Silva hay là Tông cũng không tạo ra được những sự liên kết tốt dành cho tuyến trên của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Còn với đội tuyển nữ Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một cái lối chơi đó là phòng ngự phản công nhanh với những cầu thủ có tốc độ tốt như là Thành Nhã. Đó là những thứ vũ khí phản công cực kỳ lợi hại mà đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn sẽ sử dụng trong trận đấu gặp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Và một cầu thủ khác chúng tôi đã nói ở trong bản tin trước,
đó là Huỳnh Như có thể sẽ không mang đến sự đột biến hay bất ngờ. Thì nếu như được giải phóng bởi sức ép của những trung vệ, với một cầu thủ có đầy đủ những bản lĩnh kinh nghiệm và thấu hiểu những cầu thủ tuyển nữ Bồ Đào Nha, thì Huỳnh Như hoàn toàn có thể tạo cơ hội dành cho chính mình, hoặc là có thể liên kết với các đồng đội để tạo cơ hội dành cho các đồng đội có thể băng lên, hoặc có thể là tung ra những cú sút từ xa. Bởi đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có rất nhiều những cầu thủ có khả năng dứt điểm từ xa tốt. Và hãy nhìn xem Dương Thị Vân, một cầu thủ nhỏ con trong trận đấu với tuyển nữ Đức, và suýt chút nữa thôi thì một siêu phẩm, một đẳng cấp thế giới chứ không phải đơn giản, vào lưới của thủ môn đẳng cấp số 5 thế giới hiện nay theo bảng xếp hạng của FIFA pha tạo ra. Chỉ có điều đó là tình huống mà thủ môn đội bạn đã quá xuất sắc mà thôi. Hơn nữa thì hiện nay hàng tiền vệ của đội tuyển nữ Việt Nam cũng đang có rất nhiều những cầu thủ để chúng ta có thể lựa chọn, những cầu thủ như là Thùy Trang, Hải Linh hay là Dương Thị Vân, rất nhiều những sự lựa chọn khác nhau nơi tuyến giữa. Và chúng ta cũng còn đó rất nhiều cầu thủ trẻ có được cái tốc độ tốt, có một nền tảng thể lực tuyệt vời. Vì vậy hoàn toàn là chúng ta có thể làm nên chuyện ở trong trận đấu này. Với việc là đội tuyển nữ Bồ Đào Nha có sức tấn công không phải là quá mạnh, và khi mà họ lựa chọn một lối chơi tấn công với tuyển nữ Việt Nam, thì việc chúng ta có một cái sở trường đó là phòng ngự phản công thì hoàn toàn có thể làm nên những điều bất ngờ, những cái kỳ tích dành cho đội tuyển nữ Việt Nam ở trong trận đấu vào buổi chiều ngày hôm nay. Còn quý vị và các bạn nhận xét như thế nào với những thông tin mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong bản tin của Bóng Đá STV ngày hôm nay, thì hãy để lại cho chúng tôi một like và một bình luận của mình ở phía dưới nhé. Tới đây thì bản tin của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.